Cá này là mình đánh bắt hay là mình nuôi hả anh? Nuôi. Wow, rất là bự. Quá bự luôn. Nấu lẩu hết bài ha. Bước đầu tiên mình sẽ chẻ cá chích ra. Cắt đuôi nè, cách thứ nhất nè. Mình sẽ gọc dưới đây. Gọc dưới đây vô nè. Ha. Nhưng mà cái này cần một con dao nhọn chút. Gọc từ trên lưng xuống nè. Làm chậm nếu bạn. Các bạn chắc nước trong tô ra chứ mình đừng có chắc cá trong tô rồi nha các bạn. Mình nghiêng quá nhiều khi nó chắc cá trong tô luôn á. Mình sẽ làm lẹ lẹ lên để thưởng thức. Thèm quá rồi, sau đó sẽ đi đập xe đạp ngắm hoàng hôn. Qua đây ăn ngắm biển luôn. Mấy con cả nhà thấy. Pushing the past again, oh. You know my little triggers keep on triggering them all. I've had enough of this, oh. Our timeline's getting worn out when we're going back and forth. You know we're only pretending, we're only weak and lonely, and I think we both know it. Wow, không khí ở đây mát quá cả nhà ơi. Hèn gì hồi xưa mấy anh hải tặc chọn ở đây làm nơi trú ẩn. Hồi xưa đã có một đêm ngủ tại đảo hải tặc. Từ hôm qua thì mình có đi bắt nhum, còn hôm nay Hoshi sẽ bật mí cho cả nhà một cái món ăn cũng khá nổi tiếng, được người dân ở đây rất là ưa chuộng, và Hoshi cũng muốn tới đây để khám phá xem cái cách để làm ra cái món này của người dân địa phương như thế nào và thưởng thức nó xem ngon cỡ nào nha. Ok, let's go. Các anh người dân đang vận chuyển cá bóp vào bên trong nha các bạn. Cá bóp rất là to. Cá này là mình đánh bắt hay là mình nuôi hả anh? Nuôi. Wow, rất là bự. Quá bự luôn. Nấu lẩu hết bài ha. Có một anh bên kia cũng vừa mới vận chuyển cá vào kìa. Không biết là có cá chích hay không, tí nữa mình sẽ qua đó để tìm cá chích. Chú, ở mình thì mùa nào là cá chích sẽ nhiều nhất hả chú? Mùa này nó có rồi. Dạ, bữa nay mình có cá chích không chú? Có được ít. À, có được ít hả? Ủa sao ít quá vậy ta? Thôi chú để lại cho con cái bịch này để con làm món gỏi cá chích được không? Được. Vậy là chú đã nhường lại cho Si bịch cá chích nha các bạn. Cái này là chú đã làm sẵn rồi đúng không? Giờ mình chỉ có chẻ ra, lạn ra là làm gỏi đúng không chú? Vậy là mình đã tìm được cá chích rồi nha cả nhà ơi. Si đã có chuẩn bị sẵn cho cả nhà một cái hàng nguyên liệu để làm lên cái món gỏi cá chích. Các bạn tới Kiên Giang, mình sẽ chọn một ít cá chích và nhờ người dân địa phương ở đây chuẩn bị làm giùm mình một cái món gỏi để mình thưởng thức. Còn bạn nào mà muốn như Hoshi, muốn trải nghiệm cảm giác làm trực tiếp thì mình có thể chuẩn bị những nguyên liệu mà Hoshi đã chuẩn bị sẵn ở đây nè. Còn bây giờ thì Hoshi sẽ biến thành một đầu bếp và hướng dẫn cho các bạn luôn nha. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành luôn các bạn nha. Làm món này thì không thể nào mà thiếu dao được rồi. Dao nè, đặc biệt đó là một cái nhíp. Nếu mà có cần nhổ xương thì Hoshi sẽ dùng để nhổ xương luôn. Và một đôi đũa. Đũa này thì mình dùng để trang trí hay là gấp. Dũng sĩ chém ruồi. Bước đầu tiên mình sẽ chẻ cá chích ra. Cắt đuôi nè, cách thứ nhất nè. Mình sẽ gọc dưới đây. Gọc dưới đây vô nè. À, nhưng mà cái này cần một con dao nhọn chút. Đặt từ trên lưng xuống nè. Làm chậm nếu bạn xem nha. Rồi, nó mình xỏ qua bên này. Đó. Một miếng. Thứ hai này thì đơn giản hơn, nhưng mà các bạn cần một con dao cũng phải thật là bén nha. Như Si thì mình sẽ chẻ ở trên này nè. Nhưng mà tới khúc này thì các bạn phải có kinh nghiệm nhiều hơn. Ví dụ như Si thì mình sẽ chuỗi mũi dao xuống một xíu. Nghiêng mũi dao xuống một xíu để cho nó sát xương. Ha. Lật ra, cho vào đây. Sau khi làm cá chích rồi thì mình sẽ sát lại cái vỏ chanh nha các bạn. Vỏ chanh thì tay mình nó sẽ sạch hơn. Tuy nhiên đứng ở giữa biển khơi như thế này và làm đồ ăn thì Hoshi liên tưởng nhớ tới cái hồi đó. Năm trước Hoshi có làm một cái series khám phá ẩm thực miền Trung đó. Mình đi khắp miền biển thì cũng có ra một cái đảo kia rất là đẹp. Đánh bắt tôm hùm lên để làm sashimi. Bạn nào mà chưa xem thì mình có thể lên YouTube Hoshi Phan có tích xanh nha. Tiêu diệt bọn chúng nha. Bọn này rất là xảo trá. Bước 1, sau khi sơ chế và phi lê cá chích sạch sẽ rồi thì mình sẽ dùng một cái tô cho hết cá chích lên bên trên. Hoshi sẽ nặng khoảng 2 miếng chanh. Tóm lại là một muỗng đó các bạn. Làm sao đó để một muỗng nước cốt chanh là ok. Mình sẽ trộn lên.
cá chích nó sẽ hơi tái tái ở bên ngoài và nó khử hết sạch những cái mùi tanh của máu bám vào thịt các bạn nha. Còn cái thịt của nó thì cơ bản nó cũng không có tanh đâu, bởi vì trong cái lúc mình sơ chế mình đã cắt sạch đi những cái mạch máu và xương ở bên trong con cá chích rồi, mình phi lê đó. Các bạn chắc nước trong tô ra chứ mình đừng có chắc cá trong tô rồi nha các bạn. Mình nghiêng quá nhiều khi nó chắc cá trong tô luôn á. Rơi cá ra bên ngoài là không có được. Qua, wow, mát ghê luôn á. Món này thì mình sẽ cho khoảng nửa dĩa hành tây này vào. Cái món này là Hoshi cũng không có biết làm đâu. Ra Kiên Giang tầm sư học đạo đó. Cho vào. Mình thích ăn nhiều thì mình cứ cho nhiều thôi, không sao nha. Nhưng Hoshi thì cho thêm xíu nữa để cho nó cân bằng khẩu vị chút. Mình sẽ cho vào đây một muỗng. Đây là nước mắm chuẩn của người dân địa phương ở đây làm đó các bạn. Cá chích này như Hoshi cũng làm trong bếp Nhật và bếp Việt, mình cũng có làm nhiều rồi. Nhưng mà để làm một cái món chuẩn gốc người địa phương làm ở nơi đây thì mình phải làm theo cách này nha. Các bạn để ý những cái món mà để trộn gỏi ăn thường là dùng những cái loại cá biển. Thứ hai là cá của nó phải là những cái loại cá thịt trắng mà trong. Nó rất là ít mỡ nha các bạn. Thường những cái loại cá đó sẽ được thái mỏng ra và làm gỏi. Ở trong bếp Nhật như Hoshi làm thì con cá chích này nè, thì mình cũng có thể chẻ nó ra và ngâm với giấm. Sau đó sẽ khứa hình gì đó cho nó đẹp. Rồi mình sẽ nắn lên một cái viên sushi của mình và cho thực khách thưởng thức cái món nigiri cá chích đó. Các bạn thấy không? Xuyên một cái là cá xuyên liền. Nhưng mà khi con cá mà xuyên nha, các bạn nhìn nè, mình rút ra nè, thì cái lỗ của nó cũng không có bị xấu nha. Cái đũa này nó được cái là nó tinh tế cho đó. Mình sẽ làm lẹ lẹ lên để thưởng thức. Thèm quá rồi, sau đó sẽ đi đập xe đạp ngắm hoàng hôn. Thơm quá. Sau khi đã trộn đều xong rồi thì mình sẽ nếm miếng thử xem nó vừa chưa. Nếu mà vừa rồi thì mình sẽ tiến hành cho dừa, tỏi phi và đậu phộng vào. Khá là vừa ăn rồi. Tỏi phi thì mình sẽ cho một ít vào trộn lên. Lát nữa mình sẽ rải lên bên trên một chút nữa cho đẹp. Rồi, vậy là ra được cái món gỏi cá chích rồi đó. Một món ăn nổi tiếng của Kiên Giang. Cuộn ra hai đầu cho đẹp. Salad ở đây thì cây nhà lá vườn cho nên là nhìn không đẹp nhưng mà chất lượng của nó rất là tốt các bạn nha. Cho vào đây. Nói chung rau thơm thì tùy theo khẩu vị của mỗi người. Bạn nào thích ăn loại nào thì mình cho vào loại đó nha. Bạn nào thích ăn bún thì mình cho vào đây miếng bún. Em đũa này được một cái các bạn, đó là mình sắn bún à. Mình làm gì cũng sướng hết, nó không có bị dính. Nên bạn nào muốn sở hữu một em đũa xịn sò thì hãy để Hoshi Store lo. Cho vào đây hai con cá. Hai miếng cá chứ nhầm. Mỗi bên miếng ha. Bạn nào muốn cuộn đẹp thì cũng khá là đơn giản. Các bạn chỉ cần cuộn giống như Hoshi là được nha. Y chang như Hoshi hướng dẫn là được. Vậy là mình đã hoàn thành xong một cuộn gỏi cá chích. Cuối cùng cũng đã tới khâu thưởng thức. Qua đây ăn ngắm biển luôn. Mấy con cả nhà thấy, cả nhà chịu không nổi. Ngon. Nice. Nó rất là đầy đủ những cái hương vị mà cần thiết trong một cái món ăn thật sự gọi là ngon các bạn. Mình đã biết sao mà nó là một món ăn được ưa chuộng. Cá của nó dai dai, hơi bùi bùi chút. Vị của nó chua chua ngọt ngọt. Thơm mùi tỏi, mùi ớt. Rồi đâu đó nó có cái vị béo béo của dừa các bạn. Và đặc biệt đó là hương thơm của ngò gai nha các bạn. Mình tận hưởng một cái làn gió mát mẻ tại đảo Hải Tặc. Bây giờ thì mình sẽ ăn riêng một cái miếng gỏi cá chích. Cái lần trước Hoshi có xem video thấy mọi người ăn xong luôn, không cần phải cuộn. Giờ mình sẽ ăn nha. Không hổ danh là một món ăn nổi tiếng tại Kiên Giang các bạn. Quá tuyệt vời. Ok, bây giờ Hoshi sẽ đạp một chiếc xe đạp vòng quanh hoàng hôn để ngắm hải tặc. Nhầm, vòng quanh đảo hải tặc để ngắm hoàng hôn. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind all the smokers in the bathroom. I don't care at all, baby. You got my attention. So you would say yeah. Oh, no.
Ok, vậy là cái hành trình khám phá ẩm thực miền Tây của Hoshi xin phép tới đây là khép lại. Hẹn gặp các bạn vào những cái chương trình mới trong tương lai mà Hoshi sẽ cùng cả nhà để khám phá thêm nhiều ẩm thực độc đáo hơn nữa, ngon hơn nữa. Nhưng mà series đó là series gì thì mình sẽ bật mí sau nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã luôn luôn đồng hành cùng Hoshi trên cái suốt hành trình mình khám phá ẩm thực. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà vào những cái hành trình tiếp theo. Cả nhà đừng quên like, share, đặc biệt là bấm theo dõi trang để đón xem những tập tiếp theo trong hành trình khám phá ẩm thực miền Tây cùng Hoshi Phan nha. À, mà nhớ để lại cảm nhận cho Hoshi xem nữa ha. Bye bye cả nhà.